cảm ơn. Đây là Hương Hạt Vít, thành viên mới của chúng ta. Và nhân đây tôi cũng muốn mời tất cả các bạn thành viên mới, chúng ta sẽ ra mắt nhóm của ta. Bây giờ xin mời các bạn thành viên mới đến ở với chúng tôi lần đầu tiên. Xin mời các bạn. Xin mời những bạn thành viên mới ạ. Các bạn sẽ lên sân khấu để ra mắt nhóm. Kim Chi, lên đi ạ. Xin phép mà một bạn trong đây có thể nói cảm nhận của mình khi mà lần đầu đến với chúng tôi. Ai nhờ? Mời bạn đi. Alo. Đầu tiên mình xin giới thiệu, mình là Lê Anh Tuấn, hiện là đang là một thợ cắt tóc. Như bạn gái lúc nãy bảo là lần cảm nhận của người lần đầu tiên đến với chương trình này, mình cũng xin nói theo quan điểm của mình, còn mỗi người nghĩ một theo một quan điểm của mỗi người. Cái thứ nhất, điều thứ nhất là rất là tuyệt vời, tức là chúng ta được giao lưu với nhau, tức là trên mọi lứa tuổi khác nhau, trẻ có, già có và lớn tuổi có, mỗi người một ngành một nghề. Nhưng ở đây là môi trường tập thể và chúng ta được hòa quyện cái niềm vui này với nhau. Đấy là cái mà ta phải cảm ơn ban tổ chức. Và đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức. Cái thứ hai nữa là nhờ có ban tổ chức mà chúng ta mới có được những cái cuộc vui hàng tháng như thế này. Và một điều điều thứ ba nữa là tôi thấy rất là tuyệt vời. Tuyệt vời là gì? Chúng ta từ mỗi con người, mỗi miền quê, mỗi người một nơi, một chốn, mỗi người một công, một việc, nhưng được về đây giao lưu với nhau và được được làm quen với nhau. Đấy là một cái mà là tất cả chúng ta phải rất là cảm ơn những người đã tổ chức ra cái nhóm này và những người đã thành lập ra những cái cuộc vui ngày hôm nay. Đấy. Cảm ơn bạn Tuấn rất là nhiều. Tôi nghĩ là đây cũng là cảm nghĩ của tất cả chúng tôi khi lần đầu tiên đến đây. Dạ vâng, xin mời các bạn xuống và sẽ lần lượt đến lượt các bạn thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một các bạn cũng là thành viên mới với ca khúc Hồn Quê.